Chào các bạn, Thế Dư đây. Bạn đã nhìn thấy Thế Dư rồi thì comment vào nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phụ đạo, cùng chỉ dẫn thêm cho nhau, bổ trợ cho nhau kiến thức về về diễn thuyết. Mới biết thế nào là yêu. Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai. Một người trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nghe lời chia tay. Bạn nào là học viên của chương trình Phụ Nữ Diễn Thuyết Trên Internet K02 thì bạn comment vào là em là học viên. Yêu em trong từng suy nghĩ, dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thay đổi rồi. Nhiều khi anh từng mơ. Cháu Sơn, Mi Trần, Phan Thị Vân Anh, Nguyễn Vũ Xuân, Huệ Trần. Các em đã cần phải dùng đến khăn chưa? Sáng dậy đã cần phải dùng đến khăn chưa? Nghe bài này em nhớ người yêu cũ, hay quá. Lúc giận chồng hay tâm sự với người yêu cũ không? Mới biết thế nào là yêu. Giờ đây chia làm hai. Chào Emily Phạm, Liên Oanh, Mi Trần. Anh sống thế nào đây? Thầy ơi, thầy choàng khăn phong cách thế. Thì cứ banh nó ra. Bây giờ mình banh nó ra, xong mình ôm nó vào cổ mình thôi. Con này vào đây, nhìn cho nó gọn à. Thầy thích làm fashion ta nữa à? Nó là cái gì? Chào Quỳnh Giao Trần, Huyền Trân, Nguyễn Thư. Bạn nào đã từng học thể dự và có kỹ năng diễn thuyết đột phá hơn rồi? Nào, bạn nào đã từng học thể dự? Trước lúc học thể dự thì kỹ năng diễn thuyết của bạn bằng không. Bằng không. Hoặc là kỹ năng diễn thuyết vẫn còn kém. Tức là có điểm dương rồi nhưng kém. Nhưng sau khi học chương trình diễn thuyết hoặc học chương trình nào đó của thể dự và bạn cảm thấy rằng là kỹ năng diễn thuyết của mình trên Internet đã rất là tuyệt vời rồi thì comment vào nào. Hạ Uyên, trong những ngày tháng gần đây Hạ Uyên lại thức dậy sớm để xem livestream của thầy dự. Chúc mừng em đã trở lại với nhóm học viên của thầy dự. Tối ngày hôm qua thì chúng ta đã học gần 2 tiếng với nhau, từ mấy giờ nhỉ? Từ 10 giờ đêm đến gần 12 giờ đêm để học về chủ đề phụ nữ diễn thuyết trên Internet. Và chúng ta đã biết được lý do thực sự vì sao mà chúng ta cần phải trở thành người có khả năng diễn thuyết. Vì sao mà chúng ta phải trở thành người mà diễn thuyết trên Internet tài ba. Để làm gì nhỉ? À, để xây dựng hình chuyên gia, để xây dựng uy tín cá nhân à? Đúng rồi. Để trao giá trị cho nhiều người khác à? Đúng rồi. Nhưng cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải phấn đấu, thực sự có một điều quan trọng mà chúng ta rất là cần phải phấn đấu để có kỹ năng diễn thuyết tốt, đó là chúng ta biến mình thành dòng sông Nin. Tức là gì ạ? Tức là khi mà chúng ta chia sẻ nhiều kiến thức của chúng ta cho nhiều người khác, chúng ta càng chia sẻ nhiều kiến thức mà chúng ta đang có, chúng ta đang biết cho nhiều người khác, thì cái khả năng để hấp thụ kiến thức mới nó càng lớn.
Nhớ nhá, mình càng chia sẻ kiến thức của mình cho càng nhiều người thì mình càng có khả năng để có thể hấp thụ những kiến thức mới càng lớn. Nó hay là như vậy. Nên là chúng ta nhất quyết là phải có khả năng diễn thuyết ở trên Internet. Và hôm qua thầy Dự đã chỉ cho bạn cách để còn có thể tạo ra một cái nội dung, một cái kịch bản nội dung để các bạn có thể quay video, bạn độc thoại ở trên Internet. Điều đó rất tuyệt vời đúng không nhỉ? À, trong chương trình hôm nay thì khoảng hơn 6 giờ, khoảng 6 giờ 15, thầy Dự sẽ cho bạn gặp vị khách mời, một vị khách mời. Bạn ấy cũng là học viên của thầy Dự. À, bạn chưa từng bán hàng trên Internet. Chưa từng bán hàng trên Internet và vẫn có ý định là muốn mở một cái quán gì đấy, muốn mở một cái tiệm gì đó ở trong Hồ Chí Minh. Bạn đã không tin rằng mình có thể bán được hàng trên Internet. Nhưng bây giờ thì bạn ấy bán được hàng trên Internet và bạn ấy dạy được người khác bán hàng trên Internet. Và bạn ấy trở thành người có khả năng diễn thuyết cực kỳ tuyệt vời ở trên Internet. Ok nào, bây giờ trước khi vào phần hỏi đáp và phần chia sẻ thì các bạn bấm vào nút share, bấm vào nút chia sẻ. Vào học phụ nữ diễn thuyết chị em ơi, hoặc vào học cách diễn thuyết chị em ơi. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là diễn thuyết. Chủ đề này bạn nào mà trong chương trình 90 ngày lột xác của thầy Dự thì bạn đã được học, lần này sẽ là lần thứ hai. Trước kia đã được học một lần rồi nhá, và lần này là lần thứ hai rồi. Nhưng mỗi một lần thì thầy Dự sẽ dạy cho bạn những cái từ khóa mới và bạn sẽ nhận ra những cái điều mới mình cần phải làm, không bao giờ có sự trùng lặp 100% cả. Đấy là điều mà các bạn đã nhận thấy đúng không nhỉ? Nào chia sẻ đi, các bạn chia sẻ hoặc là mời bạn vào cùng xem để cho nhiều người biết được cái kỹ năng diễn thuyết trên Internet nó thực sự là như nào. Cứ qua thêm một ngày, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Điều khi anh từng mang một nụ cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong mái nhà để trẻ thơ. Có khó khóc em ơi, đều giấc mơ này xa xôi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ. Trước em không dám like và em sắm hẳn bộ lọc âm. Sau khi học thầy em cứ bật máy là like tít ạ. Đúng rồi. Khi các bạn mà sở hữu được cái kỹ năng diễn thuyết rồi, kỹ năng làm video này gọi là kỹ năng độc thoại, còn kỹ năng là live stream gọi là kỹ năng đối thoại. Khi bạn đã có những kỹ năng này rồi thì bạn sẽ bị nghiện nó đấy. Bạn sẽ rất thích làm nó, bạn rất thích thú để làm nó. Harley Harley, thầy Dự có học trò tên là Tali. Với lại có một bạn đang xem tên là Harley. Những người tên là Harley. Harling à? Harley là viết tắt của Harling à? Nguyễn Thúy Bảo An. Nào bạn nào chia sẻ xong live stream này rồi thì comment là em đã chia sẻ. Comment là em đã chia sẻ. Chia sẻ ra ngoài nhá. Thì thầy Dự cũng muốn các bạn sẽ cùng thầy Dự chia sẻ kiến thức cho người khác nữa. Có hai cách để giúp cho người khác có thể biết được những kiến thức mới. Thứ nhất đó là mình tự tạo ra nó và mình chia sẻ cho nhiều người khác. Cái thứ hai nữa là mình đang học nó cùng người khác thì mình có thể là cầu nối để chia sẻ, để kết nối những người chưa biết và những người đang chia sẻ. Ok, cảm ơn Nguyễn Thư. Em đã chia sẻ. Rồi bây giờ là đến phần đặt câu hỏi cho các bạn trước. Ưu tiên những bạn nào hôm qua tham dự chương trình Phụ nữ diễn thuyết trên Internet. Bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn comment vào. Chu Hồng Mơ, Thúy Ly. Em đã có chứng nhận xuất sắc Phụ nữ diễn thuyết 1 K01. Chúc mừng Hương Hoàng. Hương Hoàng. Nào đặt câu hỏi xuống. Bạn có câu hỏi gì về cái chủ đề diễn thuyết trên Internet? Em đã chia sẻ trong tâm trí ạ, ức chế anh mát quá. Ôi thầy gọi tên em. Chỉ có gọi tên thôi mà các bạn đã vui thế thôi hả? Thế thầy Dự chỉ có ăn mà ngồi gọi tên cho các bạn thôi. Trên hành trình trở thành người có kỹ năng diễn thuyết tài ba,
thì chúng ta sẽ gặp vô vàn nhiều rào cản. Cái rào cản lớn nhất của chúng ta đó là rào cản mà chúng ta dám tin rằng là chúng ta có thể diễn thuyết tại ban. Rất nhiều người không tin được điều này nhé. Rất nhiều người không bao giờ nghĩ rằng mình có khả năng diễn thuyết ở trên Internet cả. Họ không bao giờ tin điều này. Đó. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì bất kỳ ai cũng có khả năng diễn thuyết trên Internet. Bạn vẫn còn đọc được chữ, bạn vẫn còn có thể là nói được, thậm chí là nói giọng không ai không sao cả, nhưng bạn vẫn còn có thể nói được. Thì tức là bạn còn diễn thuyết được. Còn diễn thuyết được. Nên yên tâm, các bạn có khả năng diễn thuyết, chẳng qua là các bạn chưa kích hoạt, nhớ nhá. Chẳng qua là các bạn chưa kích hoạt nó lên mà thôi. Các bạn thực tế có khả năng diễn thuyết trên Internet. Hôm qua thầy Dự đã phân tích cho bạn rất là kỹ rồi. Muốn có khả năng diễn thuyết ở trên Internet rất là tuyệt vời thì mình cần có 3 yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất đó là yếu tố gì ạ? Kiến thức. Khi mà mình có kiến thức rồi thì mình tự tin vô cùng. Nhiều bạn cứ nói rằng là thầy ơi, em sợ lắm, em sợ không dám live stream, em sợ lắm không dám làm video. Vì chính các bạn sợ nên các bạn chưa bao giờ nghĩ được rằng là nếu mình làm thì mình sẽ làm về chủ đề gì. Nhưng nếu như trong bạn có sẵn các chủ đề rồi, trong bạn có sẵn rất nhiều kiến thức rồi, thì lúc đó cái phần kiến thức sẽ không phải là rào cản của các bạn nữa. Các bạn hoàn toàn có thể là rất là dễ dàng để còn vượt qua nỗi sợ về kiến thức. Cái thứ hai là về kỹ năng. Thì về kỹ năng thì nó đến từ việc mà bạn rèn luyện nhiều. Bạn làm đi làm lại nhiều thì nó sẽ có kỹ năng thôi. Sao hình ảnh của LTM không nét? Âm thanh không rõ như thế ạ. Độc thoại thì họ vừa đúng. À, live stream à? Thấy các bạn hay khen là live stream bằng Oppo và live stream bằng Oppo là một này, iPhone là hai này, Samsung là ba. Nhưng ba cái thứ đấy phải thiết bị công nghệ cao nhá, phải mua cái loại đời mới thì nét. Thầy Dự đang dùng iPhone, đang live stream bằng iPhone. Em đã chia sẻ. Kiến thức cộng kỹ năng cộng phong cách sống. Kỹ năng thì nó đến từ việc rèn luyện đi rèn luyện lại nó nhiều lần. Những lần live stream đầu tiên của thầy Dự thì nhìn nó buồn cười lắm. Những cái video đầu tiên mà thầy Dự làm ở ngoài công viên nhìn cũng buồn cười lắm. Nhưng không có những cái buồn cười nhìn ngờ nghệch như vậy thì đâu có những cái thứ chuyên nghiệp như những cái chương trình giảng của thầy Dự ở những chương trình 5.000 người, 6.000 người đúng không nhỉ? Những lần đứng sân khấu đầu tiên của thầy Dự nhìn ngờ nghệch lắm. Nhìn mặt đầy ô lo. Nhưng không có những cái chương trình đầu tiên như vậy. Làm sao có những cái chương trình trại chiến binh, làm sao có những chương trình mà hàng nghìn người được? Chị Tình Hà, em theo học thầy rồi em rất tự tin khi nói với thầy rằng em sẽ trở thành một người diễn thuyết trên Internet tài ba. Rồi, cảm ơn chị Tình Hà. Tim đập chân run. Có nhiều người nói rằng là cái gì đây? Nguyễn Thị Thu Hoài, em đã tự tin để điện thoại ngang làm video rồi ạ. Để điện thoại ngang. Đây, như thầy Dự là đang để điện thoại ngang. Cái việc để điện thoại ngang này nó rất là tiện lợi nhá. Thứ nhất là nó không bị đen hai bên màn hình nếu bạn live stream. Cái thứ hai nữa, khi mà bạn mời một người khác vào cùng live stream với bạn thì nó sẽ tách được hai màn hình ra, tách được chia đôi màn hình ra, nó chia đôi màn hình này xuống. Và chia đôi màn hình xuống thì bạn một nửa, người khách mời của bạn một nửa thì nhìn nó rất là trọn vẹn. Còn nếu bạn để dọc màn hình này thì khi bạn livestream đôi cùng người khác, mời người khác livestream cùng ấy, thì người khác sẽ có một ô nhỏ trên đầu của bạn, nhìn thì nó không có thẩm mỹ. Bây giờ thầy Dự bật mí cho bạn cách để còn các bạn có thể là tạo ra những video đầu tiên mà không bị run này, không bị run. Bước thứ nhất là các bạn viết ra giấy. Bước thứ nhất là các bạn viết ra giấy. Viết ra giấy. Viết hết ra giấy những điều các bạn định nói. Mình chuẩn bị càng kỹ thì mình càng chỉ dễ dàng thành công thôi, có gì đâu. Bước một là bạn viết ra giấy. Bạn có thể viết chi tiết những điều mình định nói ra giấy. Chi tiết thật chi tiết, càng chi tiết càng tốt. Còn nếu bạn nào tự tin hơn rồi thì bạn viết thành dàn ý thôi, những ý chính ra giấy thôi.
Và khi viết ra giấy rồi thì bạn có cái tờ giấy rồi, thậm chí video đầu tiên bạn hoàn toàn có thể là chào các bạn, tôi là Linh đây. Và hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn 4 cái bước vô cùng đơn giản để có thể sử dụng cái sản phẩm .. này hiệu quả. Đây, 4 cái bước này tôi đã viết rất chi tiết ra cái tờ giấy này rồi. Viết rất chi tiết ra tờ giấy rồi. Và hôm nay tôi sẽ trình bày lại cho các bạn để các bạn có thể hiểu rõ hơn và sử dụng sản phẩm này một cách hiệu quả hơn. Đó, thì bạn thậm chí bạn giơ luôn cái tờ giấy của bạn lên. Giơ tờ giấy của bạn lên. Và gì ạ? Thời điểm đầu tiên bạn đang zoom đúng không? Đó, thì bạn thỉnh thoảng bạn nhìn vào tờ giấy. Và bạn cho người khác biết rằng là bạn có một tờ giấy, bạn chuẩn bị rất kỹ các bước trong đó rồi. Thế lúc đó không sao cả. Còn tệ nhất là bạn có một tờ giấy để nhìn, nhưng mà bạn để đây và thỉnh thoảng bạn cứ lấm lép bạn nhìn. Thực ra người xem người ta biết thừa luôn là bạn đang không tự tin và bạn đang nhìn một cái tài liệu khác. Nhưng vì bạn càng giấu nó nên nó càng tạo ra cái cảm giác không thoải mái cho người xem. Đó. Nên là không nhất thiết là phải học thuộc nhá. Bạn học thuộc mà bạn run thì livestream đấy còn không hay, hoặc là cái video bạn làm đó còn không hay bằng cái việc là bạn có tờ giấy và bạn sẵn sàng bạn khoe tờ giấy lên. Nói rằng là tôi đã soạn rất chi tiết cái tài liệu về chủ đề này. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn trong cái video này hoặc là trong cái livestream này. Nên hãy nhớ này, để còn có thể cuốn hút được người xem, nội dung rất là quan trọng rồi, nhưng cái thái độ thì quan trọng hơn. Cái thái độ của bạn khi bạn làm livestream thì quan trọng hơn. Thái độ của bạn khi bạn làm video, video ngắn cũng thế thôi. Tức là bật nút camera của mình lên, làm những video để post lên YouTube ấy, thì cái thái độ của nó quan trọng hơn. Hãy thể hiện thái độ chân thành của bạn. Chân thành, thành thực, đúng rồi, của mình khi mà mình làm livestream hoặc làm video. Tránh cái việc cứ lấm lép. Đấy không nhỉ? Viết hẳn ra tờ giấy, khoe luôn với khách hàng, khoe luôn với người xem là tôi đã soạn rất chi tiết ra đây rồi. Và cái hay khi mà bạn có tờ giấy trên tay rồi thì bạn sẽ có cảm giác yên tâm hơn rất là nhiều. Và vì bạn có cảm giác yên tâm rất là nhiều rồi nên là bạn sẽ không phụ thuộc nhiều vào tờ giấy đó nữa đâu. Bạn sẽ lướt qua phát, nhìn qua phát thôi là bạn đã có nội dung. Tại vì bạn nhìn nó với phong thái rất tự tin ấy. Được rồi, thì lúc đó thì bạn sẽ không sợ nó nữa và cảm giác của bạn sẽ được chủ động hơn. Và từ đó thì bạn sẽ nhớ những nội dung viết ở dưới. Bạn nhìn từ khóa thôi là bạn biết là bạn cần phải nói gì rồi. Nên là cái việc tờ giấy, nhớ nhá, cái việc bạn có một cái tờ giấy đó không phải là rào cản của bạn, mà đấy là một công cụ hỗ trợ cho bạn. Và bạn hãy biết ơn vì công cụ hỗ trợ tuyệt vời đó. Đừng có coi đó là một rào cản là em phải viết ra giấy. Không, em có thời gian em viết ra giấy cho nó chu đáo, không sao cả. Vậy là các bạn không cần lo về nội dung nữa nhá. Nội dung là bạn có quyền viết ra giấy rồi. Như thầy đã nói, làm like không tốt, chỉ muốn làm lại cho bằng được thầy ạ. Đúng rồi. Người khác làm được thì đương nhiên mình cũng làm được rồi. Làm lần thứ nhất chưa tuyệt vời, nhưng nó còn hơn là những người chưa làm. Làm lần thứ hai chưa tuyệt vời, làm lần thứ ba chưa tuyệt vời như mình mong muốn, nhưng chắc chắn nó sẽ hơn cái lần thứ nhất. Lần thứ ba chắc chắn sẽ lên lần thứ hai. Và khi bạn làm nhiều thì sẽ đạt đến cái trình độ là bạn sẽ không cần phải nhìn giấy nữa. Và lúc đó bạn quên mất rằng là ồ, thế ra là mình làm tốt như vậy rồi. Em vẫn nhớ một câu của thầy: thật thà là cha giả dối. Đúng rồi, thật thà là ma quỷ quái, thật thà là cha quỷ quái. Và các bạn nhớ cái bố cục ngày hôm qua không nhỉ? Bố cục để chúng ta làm video chia sẻ một nội dung gì đó ấy. Ví dụ chúng ta làm video hướng dẫn sử dụng sản phẩm, ví dụ chúng ta làm video là lưu ý khi sử dụng sản phẩm, hoặc là video gì đó nói về sản phẩm hoặc nói về vấn đề khách hàng, thì cái bố cục cũng qua rất rõ ràng rồi đúng không nhỉ? Làm bất chấp sự không hoàn hảo. Cảm ơn các bạn. Khi làm video, cái tâm thế chủ động là vô cùng quan trọng nhé. Năng lượng của bạn khi xuất hiện trên video như thế nào, người xem họ hoàn toàn biết được. Và điều đó quyết định đến việc là họ có tin những lời bạn nói hay không. Nên đừng quên là cái nụ cười là vô cùng quan trọng. Nụ cười được thể hiện bởi gì ạ? Bởi ánh mắt. Nụ cười được thể hiện bởi môi.
Hôm qua thầy dự có xem một cái video ở trên trên internet, người ta nói về cách giao tiếp, cách thu hút người khác ấy. Nó có một thuật ngữ là eye contact. Eye contact tức là giao tiếp bằng mắt. Đúng rồi, giao tiếp bằng mắt. Vì sao mà thầy dự luôn luôn khuyến khích các bạn là phải nhìn vào cái ống kính nhỏ camera này này? Bởi vì như vậy tức là bạn đang nhìn thẳng vào mặt của khách hàng, nhìn thẳng vào đôi mắt của khách hàng. Khách hàng đang nhìn vào video của bạn và bạn nhìn thẳng vào cái ô nhỏ nhỏ của camera này, tức là bạn đang nhìn vào mắt của người đối diện. Và những ai mà dám nhìn vào mắt của người đối diện thì người đó đang rất là thành thực, người đó đang rất là tự tin. Còn người nào cứ né tránh ánh mắt của người khác, các bạn để ý mà xem, cứ né tránh ánh mắt của người khác thì những người đó rất là khó thuyết phục người khác trong giao tiếp. Em nói tốt nhưng lên hình không xinh vì mắt em một mí. Mắt một mí xinh, ai bảo em mắt một mí là không xinh? Em tự cho mình cái quyền không xinh đấy chứ. Em phải tự hào, mắt một mí là xinh, đầy người mắt hai mí rồi muốn một mí chẳng được. Nên là xinh hay xấu nó là xếp thứ tự sau sau sau. Cái tự tin là cái đầu tiên đã. Và em nghĩ rằng là mày mắt một mí là xấu thì tức là bạn đã, em đã đánh mất đi cái điểm tự tin rồi. Em luôn tự tin mà nói hơi nhanh ạ. Hay quá, muốn khắc phục điều này thì mỗi lúc em live stream thì em viết một cái từ khóa đó là nói chậm bằng nhiều tiền. Nói chậm bằng nhiều tiền. Em ghi ra tờ giấy là nói chậm bằng nhiều tiền. Em để luôn trước mặt em ấy. Đó, thỉnh thoảng em nhìn xuống là nói chậm bằng nhiều tiền. Muốn nhiều tiền đúng không? Nói chậm. Thế là mình lại nói chậm hơn. Em một mí này, đầy người không có một mí. Đó là điểm đặc biệt. Rồi, tí nữa chúng ta sẽ gặp cô gái có mắt một mí ở trên màn hình. Và khi làm video, thì 7 giây đầu tiên rất là quan trọng. Nhớ nhá, 7 giây đầu tiên rất quan trọng. 7 giây đầu tiên mà bạn chưa cho người ta nhìn thấy được cái nụ cười của bạn, thì rất có thể là bạn sẽ đánh mất đi sự thiện cảm của người ta. Và người ta sẽ dừng cái video của bạn và người ta sẽ chuyển sang video khác đấy. Nên là 7 giây đầu tiên thì yêu cầu bạn, thứ nhất là phải có nụ cười. Có nụ cười. Cái thứ hai là cái ngôn ngữ, cái giọng nói của bạn trong cái 7 giây đầu tiên đó, nó thực sự phải đầy đủ, nó phải trọn vẹn. Các bạn đừng có nói nhanh, đừng có luyến. Các bạn đừng có nói ngọng gì trong 7 giây đầu tiên cả. Trong 7 giây đầu tiên bạn hãy làm cho mọi thứ nó thật sự hoàn hảo nhất có thể. Đến từ thần thái là từ nụ cười. Đến từ thứ hai nữa là gì ạ? Đến thứ hai nữa là đó là ngôn từ. Ngôn từ phải dễ hiểu, nói phải làm sao để người ta nghe chọn được những từ ngữ mà mình nói trong vòng 7 giây đó. Thầy không xóa like được không ạ? Thầy không xóa like, yên tâm. Muốn cười á, nhích mép này. Kéo sang hai bên. Đấy. Cười bằng mắt mới khó chứ cười bằng miệng thì khó gì. Kéo miệng ra. Em cũng nói nhanh. Cái lưu ý nữa là khi bạn nói thì bạn làm sao phải khiến cho môi của bạn hoạt động. Môi của bạn hoạt động. Có nhiều người nói cứ răng cứ bấm chặt vào nhau này. Thì người ta sẽ không muốn nghe. Bạn phải nói làm sao đó để miệng bạn nó dẻo ăn nè. À, chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bí kíp ... Tức là nhìn vào cái miệng của bạn ấy. Nhớ này, nhìn vào miệng của bạn. Làm sao người ta có thể là tắt âm thanh đi. Nhớ nhá, bạn phải chia sẻ làm sao để khi người ta tắt cái âm thanh đi, tắt cái âm thanh đi, mà người ta nhìn vào khẩu hình của bạn, thì người ta cũng có thể hiểu được, cũng có thể đoán biết được rằng là bạn đang nói về những từ nào, bạn đang nói điều gì. À, con trai, đàn ông thì làm điều này thì người ta sẽ gọi là điệu. Nhưng phụ nữ, bạn có quyền làm điều này. Bạn nhớ nhá, tắt cái âm thanh đi mà người ta xem, người ta vẫn có thể hiểu được rằng là bạn đang nói điều gì, thì đó là thành công trong việc biểu diễn khẩu hình khi diễn thuyết.
Và khi bạn trình bày một video chia sẻ ở trên Internet thì nhớ trình bày theo dạng liệt kê là trình bày hấp dẫn nhất, là trình bày dễ hiểu nhất, là trình bày thu hút được người xem nhất. Theo dạng liệt kê. Bạn muốn trình bày gì ở trên Internet thì bạn cũng cần phải theo dạng liệt kê, liệt kê, liệt kê. Em bị ngọng âm L và âm N nên em sợ điều đó họ cười thầy ạ. Thì mình phải tìm cách để mình luyện âm L và âm N của mình đi. Nhưng không phải là mình luyện xong rồi mình mới làm livestream hoặc là làm video. Mình ngay cả khi chưa luyện được thì mình vẫn có quyền làm video. Và nếu bạn sợ khách hàng người ta sẽ nghĩ xấu về mình, người ta sẽ nghĩ không tốt về mình, thì mình có thể sẽ gửi lời xin lỗi đến họ trước. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề 8 bước để sử dụng sản phẩm X, để giúp cho các bạn xóa tan cái nỗi lo về. Nhưng trước khi chia sẻ chủ đề này thì mình gửi đôi lời xin lỗi trước với các bạn. Mình thì quê gốc ở Hải Dương nên là khi mình chia sẻ thì thi thoảng nó sẽ bị lẫn N ngắn và N dài hay L ngắn và N dài. Thì mình đang trên hành trình để khắc phục cái điểm yếu này đó. Nên cái lúc nào đó mà mình có thể lẫn N với N thì các bạn hãy bỏ qua và hãy tập trung vào nội dung chính mà mình chia sẻ nha. Và bây giờ mình xin chia sẻ nó. Đó. Thì bạn có sự thành thực ở đây, có sự dũng cảm ở đây nữa, thì đương nhiên người ta sẽ không trách cứ bạn rồi. Em đã từng quay, có người khen giọng nói hay, có người bảo điệu thầy ơi. Em phải làm đủ 50 video về chủ đề dành cho khách hàng tiềm năng, 50 video dành cho các đại lý và đại lý tiềm năng. Hôm qua thầy Dự đã chỉ cho hai đối tượng đấy cần phải làm điều gì rồi còn gì nữa. À, có nhiều bạn hỏi rằng thầy ơi làm sao nói mà chúng ta lại không bị khàn giọng nhỉ? Làm sao nói nhiều mà chúng ta lại không bị khàn giọng nhỉ? Không bị khàn giọng. Thực ra là nói nhiều sẽ có bị khàn giọng. Bởi vì hơi nó gì ạ? Nó tác động vào đây, nó rung ở đây. Thì đương nhiên mà rung nhiều quá rồi thì chúng ta sẽ bị viêm họng là điều đương nhiên rồi. Nhưng bây giờ giải pháp là làm sao để chúng ta khiến cho nó rung ít hơn. Chúng ta đẩy hơi từ bụng lên. Các bạn thầy dự giảng một ngày bao nhiêu cuộc? Một ngày thầy dự giảng đến 4 tiếng. Có ngày 6 tiếng, có ngày 8 tiếng qua livestream. Trời ơi, một ngày giảng 8 tiếng qua livestream. Có phải là mật độ quá dày không? Có phải là như vậy là rất là hại họng không? Nhưng hôm sau thầy dự lại có thể tiếp tục làm được như vậy. Luyện thở bằng bụng. Lấy hơi vào bụng. Sau thở thì lại ép hơi từ bụng ra. Để nó có một cột hơi thẳng từ đây vào bụng này. Chứ nếu bạn giữ hơi ở đây mà nói chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái chủ đề, thì nó vấn đề nó khác. À, chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái chủ đề về. Tức là hơi của bạn nó được liên thông từ dưới bụng và lại lên. Hơi khó hiểu đúng không? Không sao cả. Mỗi sáng bạn làm bài tập này cho thầy Dự. Thầy Dự ngày xưa là may mắn là mình luyện được cái bài tập này. Bởi vì mình học thổi sáo. Nên cái phần xông hơi, phần luyện hơi là bắt buộc phải luyện hơi, phải đẩy hơi vào bụng. Thì nên mới có chứa được nhiều hơi. Và lúc đó thì mình mới có thể là xông sáo được. Mình mới có thể là luyện sáo được. Các bạn hít vào mũi. Thở ra bằng miệng. Khi hít vào thì bụng các bạn phình lên chứ không phải nghịch các bạn phồng lên nhá. Khi hít vào thì hít bằng mũi. Hít căng mà, sâu vào để bụng các bạn phình ra. Sau lúc thở thì thở nhẹ bằng miệng. Còn nếu bạn nào mà bị bệnh trĩ, bị vấn đề liên quan đến hormone, liên quan đến đường tiêu hóa của bạn, bạn bị tức bụng này, bạn bị đầy bụng này, à, khó tiêu này, thậm chí là bị rất nhiều các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, thì làm cách này vô cùng hiệu quả. Đó là bạn hít vào, căng bụng lên, xong bạn nín chặt hậu môn lại, bạn nhíu hậu môn 3 cái vào. Đó, xong bạn giữ, nhíu hậu môn xong giữ. Giữ trong vòng 10 giây, giữ lâu nhất có thể. Sau đó không thể chịu được nữa rồi thì bạn thở ra. Các bạn làm lại như vậy. Hít hơi vào bụng.
hơi căng vào bụng. Rồi, xong nó níu hậu môn. 1, 2, 3, níu hậu môn, nó giữ luôn níu hậu môn đấy. Lúc nào không thể chịu được nữa rồi, mình cố gắng kéo dài nhất có thể 10 giây lên 20 giây lên 30 giây. Xong mình thở ra. Khi thở ra thì ép hết hơi trong ra, xong mình lại hít vào. Và bạn cứ làm như vậy. Chỉ làm đúng một lần thôi. Làm đúng một lần như ngồi 5 nhịp như vậy. Và trước lúc đó thì bạn uống một cốc nước to nhé. Bạn uống một cốc nước ấm to thì đảm bảo rằng bạn đi vệ sinh rất là nhẹ nhàng. Đi vệ sinh rất là nhẹ nhàng. Cái bài này thầy dự được học từ vị sư trụ trì của chùa Tịnh Xá Ngọc Thành. Khi mà thầy dự đi thiền Vipassana năm ngoái. Năm ngoái thầy dự có đi thiền 10 ngày. Và lúc kết thúc khóa thiền thì sư thầy có dạy cho cái bài tập này. Và về thì giải quyết hoàn toàn các vấn đề liên quan đến tiêu hóa. Đây cũng chính là cái bài tập có thể giúp bạn thải độc cơ thể. Hay vô cùng luôn. Vừa luyện được hơi, lại vừa có thể làm cho đường tiêu hóa của mình tốt hơn. Nếu hít vào mà phồng lồng ngực lên thì tức là hơi của bạn đang tập trung ở phần trên. Và đó là lý do vì sao mà bạn không thể nói nhiều, nói dai, nói dài và nói một cách xuất sắc được. Hãy để hơi vào bụng. Để hơi vào bụng. Giống cách thở trong yoga. À thế à? Bạn học yoga đúng không? Và hôm nay thầy sẽ cho bạn gặp cô gái mắt một mí. Gặp cô gái mắt một mí. Xem cô gái mắt một mí đó đã tự tin live stream như thế nào. Cô gái đó thậm chí trước đó còn chẳng có kiến thức gì về internet cả. Chẳng có kiến thức gì về kinh doanh trên internet cả. Nhưng vẫn hành động bất chấp. Vẫn live stream. Vẫn làm những video quăng lên YouTube. Và bây giờ cô ấy tự tin như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ gặp mặt cô ấy nha. Đưa Usa lên. Cô gái Phú Thọ, đây là cô gái Phú Thọ. Thế Dương người Phú Thọ và hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu với một cô gái mắt một mí Phú Thọ. Lên sóng nào. Mày biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vui vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lên lên từng phút, cứ lên theo từng ngày khi anh được ôm ấp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai. Một người trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nó bắt em xoay ngang thầy ơi, thì đúng rồi, em phải xoay ngang ra. Em thoát live stream ra, Út Sơn thoát live stream ra, em xoay ngang điện thoại ra. Phải xoay ngang giống như thầy dự thì em mới live được. Chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh cũng mắng, môi mặt mình cười ngân ngã. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà này trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi. Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh. Các bạn đang xem live stream, có bạn nào đang ở khu vực Hồ Chí Minh không đây? Hồ Chí Minh. Khu vực Hồ Chí Minh. Khu vực Hồ Chí Minh thì nhớ ngày 16 tháng 12
Thế Dự sẽ tổ chức chương trình 18 tuyệt chiêu gia tăng doanh số Tết 16 tháng 12 nhé. Ngày Chủ nhật ngày 16 tháng 12 diễn ra cả buổi sáng cả buổi chiều luôn. Thế Dự dạy các bạn một ngày đặc quánh luôn. Tuyệt chiêu gia tăng doanh số Tết. Làm thế nào để có thể tăng doanh số Tết? Chúng ta sẽ học trong vòng một ngày, ngày 16 tháng 12. Chương trình đó có số ghế ngồi là từ 80 đến 100 và rất là đông người đang hào hứng, rất là hào hứng học. Nên là các bạn cần phải đăng ký vé. Các bạn đăng ký trước số vé cho mình và các đại lý của mình. 16 tháng 12 nhé. À, các bạn không cần phải nộp học phí, các bạn chỉ nộp phí check-in thôi. Check-in 200.000, học 2 buổi, buổi sáng và buổi chiều. 16 tháng 12, đúng rồi, 16 tháng 12. Tuyệt chiêu gia tăng doanh số Tết 2018, 2019. À, Trang Liễu, em đã đăng ký xong rồi. Xin chào thầy và mọi người mà nghĩ là XC nhìn nguy hiểm thế. Chương trình đó học ở hội trường của Thông Tuấn Xã, chỗ đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3. Phường 6, quận 3. Phường 6, quận 3. Rồi, lát thầy Dự để link như thế này cho. Bây giờ thầy Dự sẽ kết nối với khách mời của chúng ta để xem một cô gái mắt một mí. Cô ấy chưa từng kinh doanh online bao giờ. Nhưng trong vòng 3 tháng, 4 tháng, cô ấy đã trở thành người có kỹ năng diễn thuyết rất là tuyệt vời. Kỹ năng live stream ở trên Internet, kỹ năng làm video, độc thoại trên Internet. Và đào tạo được người khác nữa chứ không chỉ là chia sẻ vậy. Đây rồi. Ok, chào em. Em cho cái điện thoại của em cao lên một tí nữa. Mọi người đang chưa nhìn thấy hết đôi mắt một mí của em. Rồi, ok, chào em. Mọi người nhìn thấy em rồi. À, đây là bạn Út Sơn. Út Sơn, quê ở Phú Thọ. Em giới thiệu đôi chút bản thân mình, Út Sơn ơi. Dạ, em chào các chị em và em chào thầy. Em cách đây 4 tháng, hơn 4 tháng một xíu là thực sự là chưa biết gì về kinh doanh online. Và em trước là em mở quán ăn thì em rất có cái ước muốn là sẽ mở lại một quán ăn nữa. Và đồng thời là sẽ đầu tư là mấy trăm triệu luôn làm một quán thực sự là buffet. Thì lúc đó em gặp thầy thì ngồi ăn sáng với thầy một buổi sáng thôi. Thì lúc đó em cũng không tin là mình có thể kinh doanh online được, thực sự là như vậy. Sau đó em vào khóa nữ chiến binh của thầy. Thì lúc thầy kén chọn thì không chịu nhận em đâu ạ. Thực sự là thầy không muốn nhận vì là em chưa học và chưa có kỹ năng gì cả. Và chưa hề kinh doanh online bao giờ. Thì khi thầy nói với em là thầy cũng không muốn nhận em. Thì em chỉ nói một câu là em quyết tâm làm. Và thầy cứ nhận em còn tất cả mọi thứ bất chấp, em làm hết. Em chịu trách nhiệm vào mình. Thì đúng là em là nữ chiến binh K2 thôi ạ. Thế nhưng mà hiện tại bây giờ thu nhập hơn 4 tháng của em là hơn 4 tháng kinh doanh online. Thì bây giờ thu nhập của em là gần 20 triệu một tháng. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Ok. Cái sự thay đổi về tài chính đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà đó là từ phía sau thôi. Còn để có sự thay đổi về tài chính như vậy thì em đã thay đổi kiến thức của em trong lĩnh vực kinh doanh online, thay đổi kỹ năng của em trong lĩnh vực kinh doanh online và thay đổi phong cách sống của em như thế nào? Thì ngày xưa trước khi kinh doanh online thì em cũng không được đào tạo nhiều. Và em cũng nghĩ rằng nếu mình cứ đăng bài lên là mình bán được thôi. Thì cũng như thầy nói là trở thành mình săn bắn mọi người. Nhưng mà lúc đó em cũng có vừa học đồng hành với thầy thì em thấy được rằng có một chút là đừng có bán hàng cho người thân. Thì em cũng không bán hàng cho người thân. Vì là quan điểm của em là bụt chùa nhà không thiêng, em không bán. Thế khi mà đến hiện tại bây giờ là kinh doanh được 4 tháng rồi thì thực sự là gia đình em là hầu như mọi người đều dùng sản phẩm của em. Mà không phải là em mời chào gì hết. Tự bảo là mang cho tao xài vậy thôi. Thì về vấn đề phát triển bản thân mình thì em thấy rằng là mình sống hạnh phúc hơn rất là nhiều. Mình biết cho đi nhiều. Cái lúc mà em tâm sự với thầy là thầy ơi em học được những cái kiến thức của thầy ấy, thì em có nên chia sẻ không? Tại vì khi em chia sẻ ra thì em sợ là mọi người có thể làm tốt hơn em nữa. Và mọi người cũng có thể là phát triển mạnh hơn em nữa thì làm sao được? Thì thầy nói với em một câu là cái đầu của em nó giống như là cái ao. Thế nếu mà em không có cho nước vừa ra vừa vào thì nó sẽ làm cho em là càng ngày kiến thức của em nó càng đi xuống thôi chứ không đi lên. Thì lúc đó thì em mới bắt đầu chia sẻ. Những chị em đang xem cái livestream này cũng có thể là biết rất nhiều về em luôn ạ. Thì em chia sẻ hết tất cả những cái gì mà em có.
kể cả cách em chốt sale như thế nào, em tư vấn khách ra làm sao. Và trong 10 ngày qua thì em đã có thêm 8 đại lý và đồng thời có thêm 5 sỉ ạ. 10 đại lý và 5 sỉ. Dạ. Trong mấy ngày? 10 ngày có 8 đại lý trong ạ. Có 8 đại lý và 5 sỉ ạ. Theo em thì cái kỹ năng nào, em đang sở hữu cái kỹ năng nào để giúp em có thể tiếp cận được nhiều những cái bạn đại lý và khách hàng tiềm năng để khiến cho họ có thể bị thuyết phục và trở thành đại lý của em vậy? Dạ thì cũng như thầy nói thôi, em thì cái thế mạnh của em không phải là viết lách. Cũng như các chị cũng hay nói là viết văn ấy thì điểm thấp đấy ạ, thì em cũng như vậy thôi. Thì khi viết content ấy thì em chỉ viết nó ngắn và thực sự là nó xúc tích theo cái kiểu em nghĩ gì thì em viết đấy, nó thực thực lòng ạ. Nó thực lòng hơn. Ừ. Cảm ơn chị Nguyễn Nga. Nó thực lòng hơn thì em viết. Còn thế mạnh nữa để tiếp với khách hàng nhiều hơn thì thực sự phải là livestream và video. Vì là em thấy được. Dạ, khi mà em livestream em ra đơn kinh khủng. Thầy không biết được là sau mỗi livestream của em thì cũng có ít nhất là cũng sẽ có khách lẻ. Còn sỉ và đại lý thì họ sẽ theo dõi em vài ngày nữa. Xong bắt đầu họ inbox một câu rất là bình thường thôi. À, chị muốn làm đại lý của em để em giúp chị phát triển về chuyện kinh doanh online có được không? Wow, không phải săn bắn, không phải tìm tiếc gì ạ. Điều của mình là tập trung vào kiến thức, mình sẽ chia sẻ kiến thức, tập trung chia sẻ vào cái điều mà họ quan tâm. Cái điều họ quan tâm, điều họ quan tâm. Họ không quan tâm đến việc là họ sẽ trở thành đại lý của bạn đâu, mà họ đang quan tâm đến một thứ khác. Nên là bạn cho họ thấy được rằng là bạn sẵn sàng cho họ được những cái thứ mà bạn không có trách nhiệm phải cho. Bạn vẫn chia sẻ cho họ những kiến thức mà bạn không có trách nhiệm là phải chia sẻ điều đó cho họ, thì họ sẽ có lòng tin với bạn. Và lúc đó thì họ sẽ tin tưởng rằng là nếu như vào đội nhóm của bạn thì bạn sẽ đào tạo họ, sẽ kèm cặp họ kỹ hơn. À, chúng ta đang trao đổi ở trong cái phần ôn bài của phụ nữ diễn thuyết trên Internet. Phụ nữ diễn thuyết trên Internet thì cần phải có hai kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất là kỹ năng đối thoại, tức là làm được những cái live stream trên Internet để có thể đối thoại với hàng nghìn người xem. Cái thứ hai nữa đó là độc thoại, tức là dùng cái máy ảnh của mình, dùng cái camera ở trong điện thoại của mình để có thể là quay những cái video giống như mình đang nói chuyện trước hàng nghìn người, nhưng thực ra chỉ có điện thoại thôi. Thì đấy tạm gọi là độc thoại. Thì trong hai thứ đó, nó là thế mạnh của em rồi. Rất nhiều người thì người ta nói rằng là ông mắt của em là một mí nên làm ngại xuất hiện trên video lắm. Ô giọng em ngọng, em ngại xuất hiện trên video lắm. Mà người xuất hiện trên video thì em cũng có kiến thức đấy, nhưng em chỉ sợ là khi mình chia sẻ cái điều này ra thì nhiều người người ta cũng biết điều đó rồi thì người ta cười mình. Thậm chí có người người ta rằng có kiến thức sâu về mình hơn rồi, người ta chẳng chia sẻ mà mình bây giờ biết công tí. Mình cứ biết cái gì mình chia sẻ cái này cái này thì người ta sẽ cười mình, người ta sẽ thế nọ, người ta sẽ thế kia. Dạ, đúng em rồi. Sao về những quan điểm, những cái tư duy kiểu như vậy? Thì thực ra như này, ngày xưa em cũng nghĩ như này. Mắt em một mí nên là em cũng không tự tin lắm. Thậm chí cái tên của em là, nếu mọi người biết là tên của em là Út Sơn, nó rất là con trai luôn. Thế thì lúc đó em phải lấy tên con gái là Đan Đan. Trước kia là tên của em là tên con gái là Đan Đan. Thì khi học thầy xong em thấy là những cái đó của em thực sự nó là thế mạnh. Hãy biến những cái nhược điểm của mình trở thành thế mạnh của mình. Đó là cái bí kíp của em luôn ạ. Ví dụ như là nói về mắt một mí thì đúng là thực sự bên mọi người mình nhấn lên để thành hai mí. Thì nói mắt một mí là rất ít người có, vậy thì mình tự hào vì điều đó, không có cái gì cả. Thậm chí cái trán của em này nó rất là cao luôn, mọi người bảo trời ơi sao trán cao dữ vậy. Và khi đi làm tóc thì mọi người có tư vấn cho em là hãy làm một kiểu tóc nó che trán lại. Nhưng mà theo như em tìm hiểu ấy, thì cái trán là một cái nơi để đón cái tài lộc vào. Thì em bảo không, làm cho em cái trán càng phơi càng tốt. Chỉ như vậy thôi ạ. Và tiếp theo thì về cái vấn đề là quay video và làm live stream, thì thực sự là không có cái live stream đầu tiên thì sẽ không có những cái live stream tiếp theo. Cũng giống như là không tự quay video cho mình thì mình cũng sẽ không có những cái bộ video hoàn hảo hơn. Thế nên lúc em làm là em cứ bất chấp thôi. Ngày xưa thầy dạy làm video với làm những cái ấy thì em nghĩ là không biết thầy dạy cái gì cái đó, vì tự nhiên lại làm video làm cái gì. Thế đúng thực sự là khi em hiểu là sức mạnh của video thầy ạ. Thực sự là khi mà làm video đào tạo hệ thống hoặc là mình chia sẻ cho mọi người, chỉ cần mình gửi cái video thôi là họ hiểu hết được tất cả những cái gì mình muốn nói rồi. Thì các chị đừng có sợ là cái nhược điểm của mình, hãy biến nó thành thế mạnh của mình. Hôm qua có một cái bài tập, đó là các bạn phải thực hành làm video để còn hướng dẫn người ta các bước chi tiết để sử dụng sản phẩm. Cái video này quan trọng lắm, video này vô cùng quan trọng. Và nó dễ nữa, cái nội dung nó dễ, tại vì bạn đã có sẵn kiến thức về sản phẩm trên tay của bạn rồi. Thậm chí sản phẩm của bạn đã viết rõ ràng là cách sử dụng rồi. Bây giờ việc của bạn chỉ cần chia nhỏ ra các bước làm sao để nó dễ hiểu, thực sự dễ hiểu cho người nghe thôi. Và cái video đó, hay tưởng tượng mà làm xong cái video đó và bạn post lên trên Internet, thì rất là nhiều người thực ra họ chưa thích sử dụng sản phẩm của bạn đâu. Nhưng khi họ xem cái video đó thì họ sẽ rơi vào cái trạng thái giống như là họ đang sở hữu sản phẩm trên tay đấy. Và họ đang xem là hướng dẫn sử dụng. Tức là cho họ vào cái trạng thái giống như trạng thái đã sở hữu sản phẩm.
và khi họ ở trạng thái này thì họ rất là dễ dàng liên hệ ngược lại với mình để mua sản phẩm. Đấy, cái video đấy nó có tác dụng thứ hai nữa là khi mà bạn bán hàng cho khách hàng, chúng tôi bán hàng cho khách hàng thì khách hàng đang băn khoăn là sản phẩm này tốt không, sản phẩm này như nào, sản phẩm như nào, thì thay vì việc là bạn sẽ giải trình từng ký một thì bạn hãy gửi cho người ta cái video cực ngắn đấy, khoảng 3-4 phút rồi, cùng lắm là 8 phút thôi, và chị ơi cái này em hướng dẫn chị chi tiết sử dụng đây nhé, chị xem qua đi xong đó em tư vấn thêm cho chị, và người ta chỉ cần xem thôi thì cái tỷ lệ mua hàng sẽ cao vô cùng. Dạ, thì khi mà khách hàng của em có hỏi em về cái sản phẩm á thì em cũng tặng cho họ cái video cái công dụng về sản phẩm trước, xong bắt đầu em tặng họ cái video và cách sử dụng sản phẩm. Thì khi khách hàng ok em đã chốt được đơn rồi thì em tặng họ thêm một cái video, đó chính là làm sao để biến cái Facebook của mình nó hút như nam châm. Thì khách hàng wow, em đúng là học trò của thầy Dựng, tạo cái wow cho khách hàng là tặng thêm một món quà nữa, tặng thêm một món quà nữa. Dạ, tặng thêm món quà nữa, wow, tạo wow cho khách hàng. Để tạo wow cho khách hàng thì bạn phải có kỹ năng, có kiến thức và kỹ năng rồi. Thế này nhớ, kỹ năng diễn thuyết là kỹ năng mà thầy Dự cực kỳ là, thực sự là thầy Dự cực kỳ tâm đắc của kỹ năng này. Bởi nó chính là cái kỹ năng mà khiến cho thầy Dự có thể có bước phát triển vô cùng đột phá trong cái sự nghiệp đào tạo như bây giờ. Đó cũng chính là cái kỹ năng mà những học trò đang có thu nhập bằng vài trăm triệu một tháng, thậm chí tiền tỷ một tháng. Các bạn ấy có được kỹ năng này nên các bạn cũng đạt được cái thành tựu như vậy. Chẳng có ai ngồi sát thủ bàn phím ra để còn thu nhập tỷ một tháng cả. Dạ, đúng xa rồi. Rồi cái thời mà ngồi để chạy quảng cáo. Thì bây giờ không, bây giờ là thời kỳ bán hàng của những người cần phải xuất hiện rồi, cần phải bán hàng bằng uy tín rồi. Nên là bạn diễn thuyết tốt thì bạn sẽ xây dựng uy tín rất là tốt. Và đó là cách xây dựng thương hiệu cá nhân nhanh nhất, cho họ nhìn thấy mặt của bạn, cho họ nhìn thấy nụ cười, cho họ nhìn thấy ánh mắt của bạn, và cho họ trải nghiệm những kiến thức của bạn, cho họ nhìn thấy phong cách sống của bạn, cho họ nhìn thấy cái con người thực của bạn ở ngoài đời được đưa lên internet như thế nào. Đấy là cách để xây dựng thương hiệu cá nhân một cách vô cùng tuyệt vời. Và tuyệt vời nhất. Khi mà em làm như thế này thì có những chị nhắn tin cho em hỏi như thế này: em có chạy quảng cáo không mà em bán hàng được như vậy? Thì em bảo là em chỉ nhắn tin lại: chị ơi, nếu chị mà bán cái sản phẩm mà chạy quảng cáo thì gặp em thua rồi. Tại vì ngay cả đội nhóm của em cũng hướng dẫn mọi người không nhất thiết phải chạy quảng cáo, vì thực sự nó không hiệu quả đâu. Mà quảng cáo chính là cái quá trình mà mình live stream, mình tạo cái thương hiệu cá nhân của mình trên Facebook. Giống như ngày xưa thầy nói với em là muốn bán được hàng thì em phải lấy cái Facebook nó là cái thật chứ không phải là ảo. Còn càng nghĩ nó ảo thì không bao giờ em bán được hàng. Em về em đấu tranh tư tưởng dễ sợ luôn, dã man luôn, để mình biến thành cái Facebook của mình nó thành cái thật. Thì thực sự là như thế này, khi mà em tuyển được các thành viên vào đội nhóm ấy, thì một hai người thì em thấy nó bình thường lắm. Nhưng bắt đầu đến thời gian bây giờ em cảm thấy là mình không ăn không ngủ được luôn. Tại vì như các chị nghĩ thì ôm mày tuyển được đại lý thì mày phải mừng chứ, vì tăng doanh số mà. Thế nhưng mà thực ra nó không đến từ như vậy. Tại vì em muốn là tạo làm thế nào mà để em tạo được cái sự mong muốn của đồng đội em. Họ đã kỳ vọng vào em rất là nhiều, thì em phải có một cái bộ tài liệu nào đó. Em hướng dẫn họ như thế nào. Bây giờ không thể một ngày mà em gọi cho mười mấy, 20 người hay mấy chục người được. Thì đương nhiên cái video và cái live stream đào tạo cực kỳ quan trọng khi chúng ta sử dụng để bán hàng, đồng thời là đào tạo hệ thống. Nếu hai cái này mà không phát triển được thì coi như là, bây cứ tưởng tượng đi, nếu mà hướng dẫn sử dụng cho khách hàng mà vứt cho khách hàng một cái tờ giấy là nguyên về chữ không thì chắc chắn khách hàng sẽ không đọc hết. Nhưng nếu làm một cái video từ 3 đến 5 phút mà hướng dẫn cho khách khoảng 2 đến 3 cái video thì họ còn lên giường ngủ, họ cũng tranh thủ xem được. Và em có một câu chuyện như thế này về video. Khi mà chị kia chị mua sản phẩm của em, xong bắt đầu chị ấy bảo chị ấy khuyến khích ông chồng để tắm sông giải cảm ấy, thì ông không chịu. Thế em bảo đây em tặng chị cái video là công dụng của sản phẩm. Thì nằm giường ngủ ông xem, xong ông bảo là em ơi mua thêm 5-7 hộp nữa về nhà mình xài. Sức mạnh của video và livestream. Dạ. Thực ra những cái sức mạnh này nó nằm sẵn, nó xung quanh các bạn rồi, các bạn chỉ chịu khai phá nó ra thôi. Các bạn bảo là em không biết là làm video về chủ đề gì thầy ơi. Thầy ơi, những cái thứ công dụng gì đó nó viết hết trên sản phẩm rồi, việc gì phải làm video nữa. Dạ đúng ạ. Mọi người hầu như có suy nghĩ như vậy ạ. Thì các bạn không biết rằng thực ra kiến thức mà thầy Dự chia sẻ cho các bạn và kiến thức mà các bạn đang đi học ở đâu đó nó cũng xung quanh bạn hết cả rồi, cần gì nữa. Nhưng quan trọng nhất là ai là người mang đến cho họ đầu tiên mà thôi. Bạn mua sản phẩm về liệu rằng bạn đã đọc hết cái phần công dụng chưa? À hầu như là chưa. Những cái thứ xung quanh bạn, thậm chí kem đánh răng bạn mua hàng ngày, liệu bạn đã từng đọc hết cái công dụng của kem đánh răng hoặc các thành phần của kem đánh răng chưa? Chưa. Nên là tự nhiên người nào mang đến cái kiến thức đấy trước cho bạn thì bạn cảm thấy quý người đấy và có thể mua hàng của người đấy. Nên là hãy nhớ này, khi sản phẩm của bạn đã có trên tay rồi thì đọc thật kỹ vào, và bạn đọc thật kỹ ra các công dụng của nó. Ví dụ có 5 công dụng thì bạn hoàn toàn có thể làm một cái video về tổng hợp 5 công dụng đó. Bạn hoàn toàn có thể làm 5 cái video về mỗi một video nói về một công dụng của nó.
tập trung 80% thời lượng nói về một cái công dụng đặc biệt của nó, và sau đó nói là nó còn có thêm 4 công dụng gì đó nữa. Thế là gì ạ? Thế là bạn có thể làm ra 5 cái video về 5 công dụng, còn 1 video tổng về cả 5 công dụng rồi. Và mỗi cái video này thì là gì ạ? Nó sẽ tiếp cận được những đối tượng khác nhau ở trên Internet. Có những người người ta đang quan tâm đến công dụng A thì người ta sẽ bị hút bởi cái video A, nhưng có những người thì người ta quan tâm đến công dụng B. Nên là bạn hoàn toàn có thể khai thác rất nhiều chủ đề mà bạn đã sẵn có thông tin rồi để làm video. Nên người nào chăm chỉ hơn là người chiến thắng. Thực ra thì để mà biết được là cái sức mạnh của video với lại livestream với thầy thì cũng chỉ khoảng có 1 tháng đây em mới biết được cái sức mạnh của nó thôi. Thì thầy nghĩ xem cứ mới 10 ngày trải qua mà em tuyển được 8 đại lý 5 sỉ là biết được cái sức mạnh của nó như thế nào luôn. Tối hôm qua em còn tuyển tiếp một đại lý và có 1 sỉ và 3 người nữa nhắn tin muốn hỏi em tư vấn. Có chị nhắn tin thế này: em ơi cho chị 10 phút được không? Trời ơi thầy dễ thương không ạ? Cực kỳ là tuyệt vời luôn ạ. Không ngờ mình lại trở thành người có giá trị trong mắt của người khác đến mức như vậy, đúng không? Dạ, lúc ấy em cảm thấy thực sự là mình thoải mái, mình thực sự là tự hào về mình luôn. Khi mà chia sẻ livestream về những cái kiến thức như là chăm con, hạnh phúc gia đình hay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay là như thế nào đó, thì tất cả mọi người là rất là hào hứng. Và những cái em chia sẻ nhiều khi mọi người nghĩ là em thì em nghĩ là có thể là họ đã có rất nhiều kiến thức về cái đó rồi, mình chia sẻ làm gì vì chưa chắc họ đã cần. Thế nhưng thực sự khi chia sẻ lên mọi người bảo ô cái này chị đang cần, ô cái này chị không hề biết, thì rất là nhiều người họ không biết. Mọi người cứ đứng lên chia sẻ bình thường thôi, cứ nghĩ là mình cho đi sẽ có những người họ cũng đang cần cái kiến thức đó. Trong cái livestream này thì em muốn tặng cho tất cả các chị xem cái livestream này một món quà, đó chính là thứ nhất là cái khách sâu của em với thầy Dự và chị Quỳnh Lan về chuyện làm dâu. Thứ hai là em muốn tặng cái bộ video thứ nhất là phân tích thị trường và chọn sản phẩm vàng kinh doanh online, đồng thời và cái bộ video nó 4 video là cách chốt sale. Ok không thầy? Ok, thì đây em sẽ đăng tường cá nhân của em, tại vì thầy Dự đã tăng tên của em vào đây rồi, nhưng mọi người đã biết thứ của em là Úc Sơn rồi. Dạ. Em sẽ đăng lên tường cá nhân của em, và em sẽ đăng lên là quà tặng dành cho các chị em, dành cho các chị em phụ nữ bán hàng online. Và quà tặng thứ nhất là, quà tặng số thứ hai là, và các chị em nào muốn nhận thì comment là tôi muốn nhận, và sau đó inbox cho Úc Sơn để Úc Sơn gửi cho. Dạ. Đó, thì em sẽ gửi cái đó. Và các bạn phải chủ động inbox với bạn Úc Sơn để bạn Úc Sơn gửi cho các bạn. Lý do vì nó là dạng đường link, nó là tài liệu video dưới dạng đường link. Nếu bạn Úc Sơn bạn mà chủ động inbox cho từng người để còn gửi cho các bạn ấy, thì rất dễ là bị khóa cái chức năng comment và cái chức năng inbox của Facebook. Với Facebook nó không thích là bạn gửi đường link cho nhiều người khác ở trên inbox. Nên là bắt buộc là bạn phải inbox với bạn Úc Sơn trước để tạo ra chuỗi hội thoại với bạn ấy trước, rồi sẽ gửi cho bạn. Ok. Và bạn nào mà cứ liên hệ sớm thì các bạn sẽ được nhận cái tài liệu đấy sớm. Các bạn thấy là các khách mời xuất hiện ở trong livestream của thầy Dự thì đều mang trong mình quà miễn phí, đúng không nhỉ? Đều mang trong mình một cái tài năng gì đó để có thể chia sẻ với người khác. Thì đấy thực ra là bí quyết thành công thôi. Bí quyết thành công. Nếu bạn có trong tay một điều gì đó mà người khác đang cần thì bạn sẽ trở thành con người có giá trị trong mắt của họ. Và khi mà bạn trở thành người giá trị trong mắt của họ thì bạn sẽ nhận lại được sự tôn trọng. Và lúc đó mọi cái quan điểm của bạn, mọi cái chia sẻ của bạn sẽ có giá trị hơn trong mắt của họ. Rất là yêu mến luôn ạ. Trước. Đúng rồi. Dạ. Nên là từ giờ trở đi nhớ này, từ cái bài học của bạn Úc Sơn chia sẻ, từ giờ trở đi bạn nhìn thấy bất kỳ một điều gì bạn nghĩ rằng là nó sẽ là một thông tin rất hữu ích cho đại lý của mình hoặc là rất hữu ích cho khách hàng tiềm năng của mình, thì ngay lập tức là làm một cái video. Thậm chí bạn có thể là đang đi ngoài chợ, thậm chí có thể là đang đi đang đi chơi, đang đi du lịch, thậm chí có thể là bạn đang đang ở một nơi nào đó bối cảnh nó không được hoàn hảo cho lắm, không sao cả, bật lên và làm video. Còn nhiều khi mà bạn sợ là video nó chất lượng nó không cao, âm thanh nó không tốt, thì bạn mua sẵn một cái dây mic dài 5-6 mét, một dây mic bạn cắm một cái đầu vào điện thoại, một cái bạn để trên cổ của bạn ở đây, thì âm thanh nó vô cùng là rõ đó. Bạn đầu tư vài trăm nghìn để có cái đấy, nên là hãy nhớ là công cụ không phải là rào cản nhá. Ai cũng có điện thoại để có thể quay được video rồi, ai cũng hoàn toàn có thể đầu tư vài trăm nghìn ra để mua một cái dây cắm để còn có thể lọc âm cho nó tốt, để còn có thể quay ngoại cảnh, quay ngoài trời. Và ai cũng có thể tiếp cận những kiến thức đơn giản nhất là kiến thức liên quan đến sản phẩm bạn đang kinh doanh. Cái thứ hai là những cái kiến thức mà đang có trong sách vở trên internet, bạn đóng gói lại và chia sẻ. Nên là mọi thứ không có gì là rào cản cả, nó sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Rào cản lớn nhất bây giờ là phụ thuộc vào các bạn mà thôi. Dạ. Khi mà mình có suy nghĩ về ý tưởng ấy, em nằm cho con ở trong bệnh viện em cũng có ý tưởng luôn. Về sau khi bé này em nằm viện một tuần thì em chia sẻ cái livestream với nội dung là con nằm viện thì mẹ nên làm gì. Tại vì là khi mà các con bị tiêm á, đau thì các mẹ cứ không sao đâu, nhưng thực ra nó rất là đau. Mình cứ nói không sao, thực ra nó rất là đau. Vậy hướng dẫn con là cách đối diện với cái nỗi đau của con và con khắc phục nó như thế nào. Em chỉ bố bế bé ở vỗ về thôi, ồ rất đau phải không con, cố gắng lên nhá, gái rất là tuyệt vời.
con làm những điều mẹ rất là tự hào. Wow, mẹ tự hào về con cực nhiều. Đó là những cái em vỗ về với con em. Và một tuần bé nằm viện, bé phải chích rồi mổ thứ tùm lum, nhưng mà bé không hề quấy em một tí nào, cực kỳ là tuyệt vời ạ. Thì em nghĩ nếu mà mọi người cũng nghĩ là nó dễ dàng, nhưng thực ra nếu chia sẻ thì nhiều người cũng nói ồ, thì ra chị cũng không nghĩ điều đó. Thì mọi người cứ mạnh dạn chia sẻ tất cả những cái gì mà các chị nghĩ là có thể chia sẻ, cứ chia sẻ thôi ạ. Ok, có gì chia sẻ thì cứ chia sẻ. Sau này bạn sẽ trở thành một người nghiện thói quen chia sẻ. Nghiện tức là lúc đấy bạn mới có độ là cứ nhìn thấy người khác và bạn muốn chia sẻ với người khác. Cứ nhìn thấy người khác mà nhìn thấy cái gì đó mà họ đang gặp vấn đề gì đó là mình cũng muốn xán lại để còn hỏi thăm họ và chia sẻ cho họ. Đến cái thời điểm mà bạn sẽ bị nghiện đến mức độ như vậy. Ok, ngày 16 tháng 12 nhớ nhá. 16 tháng 12 thì tổ chức chương trình 18 tuyệt chiêu gia tăng doanh số Tết. Hôm nay là ngày 11 rồi. 5 ngày nữa thì chương trình sẽ diễn ra ở Hồ Chí Minh. Đó, thì hôm đó Út Sơn sẽ dẫn đội nhóm của mình đến tham dự. Và các bạn nào ở trong này, các bạn ở trong này đang ở khu vực Hồ Chí Minh, khu vực miền Nam, thì các bạn sẽ dành thời gian cả ngày Chủ nhật để tham dự cái chương trình 18 tuyệt chiêu gia tăng doanh số Tết. Hôm đó thì đội nhóm của em có bao nhiêu người tham dự Út Sơn? Đội nhóm của em chắc cũng phải có gần chục người thầy ạ. Đấy là nguyên về cái dạ đấy là về cái hệ thống của em thôi. Còn các bạn bên ngoài nữa, chị em đồng hành cùng bên ngoài không chung sản phẩm nữa. Mọi người cũng đang rất là háo hức luôn. Và có những người thì đăng ký vào link rồi, có những người thì em vẫn đang giữ vé đây, tại vì trong ngày hôm nay hoặc ngày mai thì em tổng kết nốt hết tất cả là chốt lại. Ok. Dạ. Cái hội trường lần này thì dự tổ chức. Thực ra là thì dự vào, nói thật với các bạn là không phải vào để tổ chức chương trình đấy vậy đâu, mà thì dự vào để còn gặp các học trò cũ của thầy Dự này, sau đó thầy Dự lại đi học lớp thiền, lại được đi học, có duyên đi học lớp thiền Vipassana 10 ngày nữa. Nên thầy Dự vào và nhân cơ hội này thì Dự tổ chức khóa học. Nên thầy Dự không dồn nhiều tâm sức để có thể là tổ chức cái chương trình lên với vài trăm người. Nên thầy Dự thuê tạm một cái hội trường nó cũng tuyệt vời đấy, hội trường khoảng 80 đến 100 chỗ là để dành cho những bạn nào thực sự khao khát học. Và thầy Dự thì không thu học phí của các bạn. Không thu học phí của các bạn, mà thầy Dự sẽ thu phí check-in của các bạn là 200.000 để các bạn học buổi sáng và buổi chiều. Học trọn vẹn từ 8:30 sáng đến 17:30 thì các bạn sẽ qua nộp phí check in. Tuy nhiên thì thầy khuyến khích các bạn là phải nộp phí check in trước thì các bạn có vé trước. Thì nếu là để hôm đấy mà đông người qua, mỗi người dẫn theo vài người nữa, mỗi người dẫn theo vài người nữa của hệ thống mình thì hội trường sẽ rất là đông. Và lúc đó thì đương nhiên là không có chỗ rồi. Nên là các bạn, thầy để cái đường link ở phía trên nhá, có đường link mô tả ở phía trên rồi. Thì bạn sẽ click vào cái đường link đó để đi đến cái bài post về cái chương trình đó, và bạn sẽ comment số điện thoại, comment số lượng vé của bạn vào. Ban tổ chức sẽ liên hệ với bạn và gửi số tài khoản cho bạn để bạn có thể chuyển 200.000 một người. Thì dự khuyến khích các bạn đó là mua vé cho khoảng 10 người vào, xong đi tài trợ cho 10 người khác rủ cùng đến học. Vì thực ra là đây là cái phí 200 ngàn đó chỉ là để có cái chỗ ngồi thôi ạ. Chứ còn để một cái giá trị khóa học của thầy thì mọi người cũng biết rồi. Các bạn để ý okay, là offline thì dự nhưng... offline thì dự rất ít khi thu phí thế phải. Offline cả cái chương trình ở Phú Thọ thì dự cũng có thu phí các bạn ở cái chương trình Phú Thọ đâu. Đó là cái gì, phí ăn ở gì đó của các bạn. Thầy Dự thực ra là trong năm vừa rồi thầy Dự hình như là không tổ chức cái khóa offline nào thu phí cả. Thực sự là như vậy. Toàn bộ là tài trợ cho các bạn. Và các bạn phải cảm ơn những học viên cũ của thầy Dự cực kỳ nhiều, bởi vì họ chính là lý do mà thầy Dự tổ chức những chương trình offline đấy. Họ là học viên cũ học trên cái chương trình online của thầy Dự cả một năm liền mà chẳng biết thầy Dự là ai, chẳng biết, không gặp mặt thầy Dự trực tiếp lần nào cả, cứ xem ở trên video thôi. Nhưng đó là động lực để thầy Dự làm cái chương trình offline để gặp họ. Và bạn thì không phải là nhiều bạn thì không phải là học viên online của thầy Dự, nhưng mà vì có cơ hội tổ chức offline như vậy nên là bạn đương nhiên được hưởng sự may mắn của những học viên cũ của thầy Dự. Nên là hẹn gặp lại các bạn vào 16 tháng 12. Và đường link đăng ký thì thầy Dự đã để ở trên cái phần mô tả cái livestream rồi. Các bạn tí nữa xem lại cái phần mô tả cái livestream này thì có đường link đăng ký ở đó. Dạ. Ok, Út Sơn, trong vòng em có một phút nữa để chia sẻ thêm một điều gì đó mọi người, em muốn nhắn nhủ gì với mọi người? Dạ, em muốn chia sẻ với mọi người như thế này. Mình không tin tưởng vào bản thân mình thì không bao giờ thành công được. Cũng như lúc thầy nói với em Sơn rằng nếu em không tin vào em có thể đạt được 15 đến 20 triệu một tháng thì em sẽ không bao giờ làm được. Và hành động bất chấp nếu... quan đã, nói đến con số 15-20 triệu thì từ lại cho em thêm thời gian để nói thêm như này. Thì từ nhớ rồi, hồi đó là em hỏi thầy là thầy ơi, thế bao lâu thì em có thể đạt được mức thu nhập 20 triệu rồi ạ? Thì như con số 20 triệu là em đã đạt mục tiêu từ cách đấy, cái thời điểm em đạt được khoảng 3 đến 4 tháng rồi, chứ không phải là em ngẫu nhiên đạt được nó nữa. Cái lúc mà em đặt chỉ tiêu, em nói với thầy là từ giờ đến Tết, có nghĩa là từ tháng 7 đấy ạ, đến Tết thì em có đạt nổi cái chỉ tiêu là được 15-20 triệu một tháng không, thì em rất khao khát cái số tiền đó. Em phải có số tiền đó em mới giải quyết được vấn đề của em. Thì thầy chỉ nói với em là tùy làm hay không thì nó vẫn tùy thuộc vào em rất là nhiều. Và cũng như thầy đã nói với rất nhiều học viên là 90% phụ thuộc vào các em. Còn thầy là chỉ một người làm một nút nhấn thôi. Thầy nhấn đúng chỗ thì ai cũng có thể phát triển được. Thì người phát triển đó là lý do tại sao rất nhiều học trò của thầy cứ học xong, nhưng có những người cực kỳ thành công
em rất ngưỡng mộ, ví dụ Sally Vũ này, Tali này cũng rất là giỏi luôn, rất là thành công luôn. Thì em cũng đang cố gắng làm cái điều đó bất chấp. Ok, cảm ơn em. Dạ. Mình cứ đi lên thôi, bởi vì thực sự là như này, khi mình đã có kỹ năng rồi, khi mình có kỹ năng rồi thì mọi thứ nó đến với mình nhanh vô cùng luôn. Khi mình có kiến thức rồi, mọi thứ đến với mình nhanh vô cùng luôn. Và khi phong cách sống của mình nó thực sự đã có thể là thuyết phục được người khác rồi thì Đúng mình sẽ rồi. đón nhận thành công nhanh vô cùng luôn. Nên là đừng có vội. Nếu bạn nói ôi thầy ơi, mãi mà em chưa kiếm được bao nhiêu tiền, mãi mà em chưa được tạo ra thu nhập 20 triệu, mãi mà em chưa được thu nhập 100 triệu, thì thầy dự nói rằng là gì ạ? Bây giờ thay vì việc là em than vãn là mãi em chưa có mức thu nhập này, thì bây giờ em hãy tự hỏi mình là bao lâu thì em sẽ có được những kỹ năng này, bao lâu thì em sẽ có được những kiến thức này, và bao lâu thì cái phong cách sống của em sẽ có thể thuyết phục được chính em và thuyết phục người khác để người khác đi theo em. Đó, Bây giờ thì em phải làm trả việc lời những câu hỏi thì đấy. bây giờ làm việc em như thế này, làm như thế nào để mình đạt được cái này? Như em chỉ tiêu của em là trong tháng 12 đến kịch lắm vào mùng 10 tháng 1 là phải có ít nhất là thêm 50 đại lý nữa. Mà trong 10 ngày vừa qua em có 8 đại lý rồi. Em không biết là em có đạt được mục tiêu không, nhưng em chỉ biết cách là làm thế nào để mình có được cái này, làm thế nào để mình có được cái kia, chỉ vậy thôi. Và các chị hãy tin bản thân mình trước. Còn nếu mình không tin mình cũng giống như đi thi đấy ạ. Khi đi thi mà mình nghĩ là mình sẽ trượt thì các chị sẽ trượt đến 60-70% rồi trong tâm trí rồi. Thế nên là nếu mình nghĩ mình sẽ thắng thì 60,7% đó nó đã thắng rồi, và cần 30% thầy đẩy một cái nên là các chị đi ở mầm liền. Ok, cảm ơn em. Ô, có một số bạn hỏi là thế ở Hà Nội không tổ chức là thầy. Ở Hà Nội thì có sẽ có tổ chức chương trình offline nhưng cái tên nó khác. Ở Hà Nội thì thầy dự ở ngoài này nên thầy dự tổ chức cái chương trình nó còn chuyên sâu hơn nữa cơ. Các bạn sẽ học ở Hồ Chí Minh xong thì các bạn bay ra Hà Nội để học. Bay ra Hà Nội học chương trình Trại Chiến Binh Bán Hàng Như Hơi Thở ở Hà Nội. Trại Chiến Binh Bán Hàng Như Hơi Thở. Nhớ nhá, chương trình này có tên là Trại Chiến Binh Bán Hàng Như Hơi Thở ở Hà Nội. Và chương trình này thì nó diễn ra trong vòng 2 ngày cơ. Dạ chị. 2 ngày là ngày mùng 5 mùng 6 tháng 1. Mùng 5 mùng 6 tháng 1 năm 2019. Ok, thì tôi sẽ cũng sẽ post cái đường link này vào cho các bạn để bạn nào đăng ký xong chương trình Hồ Chí Minh rồi thì bạn đăng ký luôn chương trình ở Hà Nội. Hãy nhớ này, càng đi nhiều càng nhiều tiền, càng đi Đúng nhiều rồi. càng nhiều tiền. Càng đi nhiều càng nhiều, gặp nhiều người thì em càng nhiều ý tưởng. Em chỉ ngồi với thầy một tí buổi sáng thôi, em về em trời ơi mình có quá nhiều cái phải làm cho hệ thống của mình có quá nhiều cái để phát triển cho mình. Thì như chị Nhung Huỳnh có hỏi một câu là bao lâu thì có kiến thức, thực ra là có kiến thức nhiều ít là do mình, và muốn nhanh hay chậm là cũng là do mình luôn ạ. Nếu chị đầu tư thật nhiều thời gian để chị kiếm kiến thức, chị học hỏi thì nó sẽ rất là nhanh thôi ạ. Như thầy, thầy cứ chỉ cho em một cái là em làm bất chấp luôn. Thầy ngày xưa mà thầy nói là có khóa học có chỉ có những người mà có hệ thống ít nhất 5 đại lý mới được học. Thầy có nhớ em comment vào em bảo là em lập một cái nhóm 7 người mà không phải là đại lý của em thì em có được học không thầy? Thầy nói là được. Thầy biết không, xong cái khóa đó em tuyển hai đại lý đầu tiên. Lúc đầu tiên kinh doanh em tuyển hai đại lý đầu tiên, trời ơi em mừng dễ sợ luôn. Bạn này bạn ấy như nào nhỉ, bạn ấy luôn suy nghĩ tìm giải pháp. Thầy sẽ đưa ra cái đề bài là cần phải có như này thì mới đạt được tiêu chuẩn này. Các bạn ấy chưa đạt được tiêu chuẩn đấy thì bạn ấy tìm là thế giải pháp là gì, giải pháp của mình bây giờ là gì để mình đạt được cái tiêu chuẩn này. Và thầy cực kỳ thích tiếp người mà muốn giải pháp như vậy, bởi vì thực ra là các bạn quyết tâm như vậy là các bạn có chỉ số thành công cao rồi, mà các bạn thành công thì đấy là thành công của thầy còn gì nữa. Ok, thầy Dự đã post cái đường link của cả Hà Nội và của Hồ Chí Minh rồi nhá. Cả đường link ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Thầy Dự post và đã ghim trên này rồi. Bạn nào ở Hồ Chí Minh thì đăng ký gấp vào link này. Và bạn nào ở Hà Nội thì cũng ở dưới link nữa. Các bạn click vào cái phần ghim comment của thầy Dự đấy. Hoặc là các bạn xem ở phần mô tả cho cái livestream thì các bạn sẽ có được cái đường link để đăng ký cả Hà Nội và Hồ Chí Minh. Hai chương trình đó là hai chương trình có nội dung khác nhau, được kế thừa và nâng cấp của nhau. Nên các bạn học ở trong Hồ Chí Minh rồi vẫn bay ra Hà Nội để học như bình thường. Còn bạn ở ngoài Hà Nội vẫn có thể bay vào Hồ Chí Minh học bình thường. Và các bạn nào thực sự gặp rào cản về không gian, về thời gian thì chọn một trong hai. Nhưng thầy khuyến khích các bạn đó là đi nhiều, đi xa, gặp những người mới, có trải nghiệm mới, có cảm xúc mới. Lúc đó thành công của bạn sẽ đột phá hơn rất là nhiều. Ok, Út Sơn cảm ơn em. Và em dạ, hãy bước vào phần thưởng cá nhân của em để nói về cái quà tặng mà em sẽ tặng cho mọi người. Để dạ. mọi người sẽ ra để cảm ơn em và sẽ nhận quà tặng ngoài đó. Dạ em cảm ơn thầy. Và nếu như em có hai đường link, nhớ nhá, nếu như em có hai đường link quà tặng thì em để luôn một đường link ở ngoài Facebook cá nhân của em ấy, để mọi người click vào nhận luôn. Đó, hạn chế cái việc gửi nhiều đường link qua inbox. Em có thể để một món quà luôn ở đó. Còn món dạ. quà kia ai thực sự muốn nhận thì sẽ inbox với em để nhận. Dạ, ok, em cảm ơn thầy. À, hẹn gặp lại các bạn vào tối nay chúng ta sẽ tiếp tục trên hành trình học chương trình Phụ Nữ Diễn Thuyết trên Internet. À, chúc các em một buổi sáng vô cùng tuyệt vời. Hẹn gặp lại. Dạ, em chào thầy, chào các chị em. Ok.